12 câu chuyện, 12 món quà cuộc sống tặng bạn. Mỗi câu chuyện cuộc sống luôn có những ý nghĩa riêng của nó. Từ đó, chúng ta sẽ rút ra được những bài học cho chính mình để bản thân ngày càng được hoàn thiện hơn. Trong bài viết này, Ngẫm Mà Xem xin gửi tới các bạn những câu chuyện cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Mỗi câu chuyện ngắn dưới đây sẽ là bài học về cuộc sống, quà tặng cuộc sống ý nghĩa bạn nên đọc để tích lũy kinh nghiệm bản thân. Câu chuyện thứ nhất, dục vọng. Một đoàn thám hiểm núi tuyết ở Mỹ trong một lần công khai tuyển chọn thành viên đã tiến hành một số vòng kiểm tra. Trưởng đoàn thám hiểm là Mark, là người kiểm tra 15 người ở vòng cuối cùng. Đứng trước các ứng viên, ông nói: "Vòng kiểm tra cuối cùng là phần trắc nghiệm về tâm linh. Chỉ người nào vượt qua vòng thi khảo sát về tâm linh này thì mới trở thành một thành viên xuất sắc của đoàn thám hiểm. Vì vậy, tất cả các ứng viên còn lại đều phải trải qua vòng thi này." Sau khi thông báo xong, Mark yêu cầu một thành viên khác trong đoàn dẫn 15 ứng viên này đến một phòng bên cạnh. Sau đó, gọi lần lượt từng người một vào trong phòng để hỏi đáp. Người thứ nhất bước vào phòng, Mark hỏi: "Chàng trai trẻ, nếu như hiện tại trước mặt bạn là đỉnh núi tuyết, nhưng mà là có một người khác đang ở gần đỉnh núi rồi. Tức là có thể người đó sẽ lên đỉnh núi đầu tiên và bạn chỉ là người về đích thứ hai mà thôi. Lúc đó bạn sẽ làm thế nào?" Chàng trai trẻ nghe xong trả lời: "Chẳng phải là chỉ còn vài bước chân thôi sao? Tôi sẽ dùng hết sức mình tăng tốc độ để vượt qua hắn ta và trở thành người đầu tiên lên đến đỉnh." Mark nghe xong câu trả lời liền lắc đầu và nói: "Chàng trai, rất tiếc cậu không thích hợp làm thám hiểm viên núi tuyết rồi." Chàng trai nghe xong rất không hài lòng, liền hỏi: "Tại sao?" Mark không trả lời ngay mà nói: "Lát nữa tôi sẽ cho cậu đáp án, cậu có thể ra ngoài chờ được rồi." Ứng viên thứ nhất thất vọng, bất đắc dĩ đành phải bước ra ngoài. 13 người đam mê thám hiểm núi tuyết tiếp theo đều có cùng câu trả lời giống như người thứ nhất. Tức là đều cố gắng vượt qua đối thủ để trở thành người leo lên đỉnh đầu tiên. Ứng viên cuối cùng cũng là một cậu thanh niên trẻ tuổi, thân thể cường tráng, không kém 14 người trước bước vào phòng. Sau khi Mark lặp lại câu hỏi ban đầu, cậu thanh niên bình tĩnh đáp: "Như vậy cũng không sao cả, tôi sẽ để cho họ làm người đầu tiên lên núi và mình là người thứ hai." Mark ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao?" Cậu thanh niên trả lời: "Tôi không muốn tranh giành ai là người thứ nhất, ai là người thứ hai. Tôi chỉ muốn leo lên núi tuyết mà thôi. Bất kể là người thứ mấy đi nữa, tôi chỉ là mong muốn dùng đôi chân của mình chạm đến đỉnh núi tuyết là được rồi. Đó cũng chính là mục tiêu của tôi." Lúc này, trưởng đoàn Mark tươi cười nói: "Chúc mừng cậu, cậu nhất định có thể từ trên đỉnh núi tuyết mà trở về. Cậu là người duy nhất trúng tuyển đợt này của chúng tôi." Những người còn lại nhìn Mark vừa khó hiểu vừa như bất bình. Trưởng đoàn Mark hiểu ra nỗi băn khoăn của mọi người nên đã nói: "Tôi đã gần như gắn bó cả đời mình với núi tuyết rồi. Núi tuyết không phải là nơi phố xá sầm uất, cũng không phải là một vùng đồng bằng, mà là một nơi lạnh giá, nhiệt độ luôn là âm mấy chục độ. Không khí ở đó vô cùng loãng, mỗi một hơi thở đều vô cùng khó khăn. Ngay dưới chân mỗi người đều là cạm bẫy cận kề cái chết. Nếu như các bạn muốn vượt qua người thứ nhất, thì ắt sẽ phải tăng tốc độ thật nhanh. Như thế, bạn nhất định sẽ bị thiếu khí oxy mà ngạt thở. Cuối cùng, bạn nhất định sẽ bị trượt ngã xuống sông băng lạnh buốt." Mark vừa để lộ ra vẻ mặt bi thương, vừa nói:
Kỳ thật, có rất nhiều nhà thám hiểm núi tuyết không phải vì không đủ thể lực hay kỹ thuật có vấn đề, mà là vì dục vọng trong nội tâm trỗi dậy mà đã phải vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dục vọng chính là cạm bẫy đáng sợ nhất trên đời. Trong cuộc sống, chẳng phải cũng giống như vậy sao? Nếu trong lòng người chất chứa quá nhiều dục vọng về công danh lợi lộc, thì mấy ai có thể leo lên được đỉnh cao của cuộc đời? Chỉ có một số người không so đo danh lợi, không bị gánh nặng về tâm linh, mới có thể an toàn lên đến đỉnh của cuộc đời, đạt đến độ cao nhất của sinh mệnh. Câu chuyện thứ hai, sự hoàn hảo. Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ ta phải hoàn hảo. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên: đời là bể khổ. Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là nhân thì vô thập toàn. Khi phạm sai lầm, ta bị dằn vặt, lo sợ không còn được tôn trọng tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên. Ngược lại, nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm, mình thật vô dụng, bất tài. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình. Tròn một cách hoàn hảo đến từng mm. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo, nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ, nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khích. Nó sướng đến run người. Giờ đây, nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh đến thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chậm chậm lăn đi. Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn. Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng. Khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua, và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta, khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước. Câu chuyện thứ ba, sự lựa chọn. Một người nông dân cứu được vợ trong dòng nước lũ, nhưng con của họ không may mắn đã bị chết đuối. Khi mọi việc đã qua, mọi người tranh nhau bàn luận. Có người nói người chồng làm vậy là rất đúng, bởi con có thể sinh thêm đứa khác, nhưng vợ thì không thể chết đi rồi sống lại.
Tuy nhiên, người khác lại nói anh ta làm thế là sai. Bởi vì vợ thì có thể lấy vợ khác, chứ con thì chết rồi, làm sao có thể sống lại? Nghe những lời bình luận đó, tôi cũng cảm thấy nghi hoặc và khó khăn. Nếu chỉ được cứu một người, vậy thì rốt cuộc nên cứu vợ hay con? Mang theo thắc mắc đó, tôi tìm gặp người nông dân nọ và hỏi bác ta. Khi đó bác đã nghĩ thế nào? Tôi chẳng nghĩ được gì hết. Khi đó nước lũ ào ào đổ về, vợ tôi ở cạnh tôi túm được cô ấy, liền bơi đến dốc núi. Khi tôi quay trở lại, con tôi đã bị nước cuốn đi rồi. Người nông dân đáp. Trên đường trở về, tôi cứ bị lời nói của người đàn ông ấy ám ảnh. Nếu khi đó bác ta do dự một chút thôi, có thể sẽ chẳng cứu được ai. Cái gọi là lựa chọn của đời người phần lớn đều là như vậy. Trong cuộc sống này, rất nhiều sự việc về cơ bản không sai cũng không đúng, cũng không dễ dàng để chúng ta đi suy xét cho kỹ là đúng hay sai. Nếu quá do dự hoặc quá để ý đến suy nghĩ của người khác, có thể bạn sẽ chẳng làm được việc gì. Câu chuyện thứ tư. Đạo lý đơn giản. Trước đây, có hai người đói khác nhận được ân huệ của một mạnh thường quân. Một chiếc cần câu và một mớ cá tươi rói. Một người nhận cá, một người nhận cần câu. Nhận xong, đường ai nấy đi. Người nhận được cá nhanh chóng tìm củi khô, đốt lên rồi đưa cá vào nướng. Cá vừa chín, anh ta ăn ngấu nghiến, nhanh đến mức chẳng kịp tận hưởng hương vị thơm ngon của món ăn. Đồ ăn đã hết sạch. Không lâu sau đó, anh ta chết đói bên đống xương cá. Trong khi đó, người nhận cần câu tiếp tục chịu đựng đói khát, lê từng bước khó nhọc đến bờ biển. Thế nhưng, khi lờ mờ nhìn thấy mặt biển xanh ở xa, đó cũng là lúc chút sinh lực cuối cùng trong người cũng cạn kiệt. Anh ta chỉ còn biết mở to mắt, buông tay, từ biệt thế gian trong nỗi tiếc nuối vô hạn. Lại có hai người cơ hàn khác, cũng nhận được ân huệ tương tự từ một nhà hảo tâm. Tuy nhiên, không giống như hai người trước. Sau khi nhận đồ cứu tế, họ không tách nhau ra, mà thỏa thuận cùng nhau ra bờ biển. Mỗi lần đói, chỉ nướng một con cá để cầm hơi. Cuối cùng, cả hai cũng tìm được bờ biển, và kể từ đó, họ cùng nhau câu cá mưu sinh. Và năm sau, họ cùng xây được nhà, mỗi người sở hữu một căn nhà riêng, cưới vợ sinh con. Làm được thuyền lớn ra biển đánh bắt, cuộc sống hạnh phúc an khang. Mỗi một con người nếu chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, phần thưởng giành được chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Nhưng dù một người có mục tiêu to lớn đi chăng nữa, cái anh ta phải đối mặt vẫn là hiện thực cuộc sống. Câu chuyện thứ năm. Tiền bạc có thể mua được hạnh phúc. Nữ điều dưỡng viên kể lại rằng, công việc khiến cô thường xuyên phải đối mặt với các bệnh nhân nguy kịch, mắc bệnh hiểm nghèo, những người phải giành giật sự sống với tử thần mỗi ngày, mỗi giờ. Chính vì thế, cô có cơ hội chứng kiến rất nhiều sự ra đi, máu và nước mắt do sinh ly tử biệt. Ngày hôm đó, khi cô vừa tới bệnh viện, không khí cả khoa vô cùng u ám, đến những người vui vẻ hoạt bát nhất cũng đỏ mắt, bật khóc. Sau khi hỏi thăm, cô mới biết được bệnh nhân giường số 5 đã không thể qua khỏi và giả từ cuộc đời vào rạng sáng nay. Đó là một người phụ nữ trung niên lâm vào hôn mê đã lâu, trên người phải cắm đầy các công cụ y tế. Ai cũng đoán được bà ấy sớm hay muộn cũng phải ra đi. Nhưng nhìn người chồng gầy yếu ngày ngày lầm lũi vào thăm rồi ngồi bần thần trước giường bệnh của vợ,
tất cả các bác sĩ và điều dưỡng viên của khoa đều không khỏi xúc động. Tất cả những gì ông có thể làm chỉ là đắp lại chăn cho vợ, vén tóc cho bà, rồi lặng lẽ ngồi bên. Mỗi ngày đều như thế, lặp đi lặp lại, cho đến ngày đó bà đi rồi. Buổi sáng hôm ấy, người chồng vẫn lặng lẽ tới bệnh viện, không nói lời nào như mọi khi, nhưng trong khi siết chặt bàn tay lạnh lẽo của vợ, đôi mắt ông đỏ lừ, cả người run lên. Một điều dưỡng viên thấy vậy liền tiến lại gần an ủi và hỏi thăm ông. Bác ơi, bác có đưa bà về nhà không? Người đàn ông trả lời. Có chứ cô, bà ấy muốn được yên nghỉ ở quê. Bác có cần bệnh viện hỗ trợ không ạ? Chúng cháu có thể giúp bác gọi xe cứu thương. Nếu bác cần thì có cả hộ sĩ giúp đỡ trên xe nữa đấy ạ. Không ngờ, người đàn ông không trả lời mà khẩn trương rút túi tiền, lật dở từng đồng tiền lẻ trong túi rồi khẽ hỏi lại. Không cần hộ sĩ, nhưng thuê xe cần bao nhiêu tiền hả cô? Tôi chỉ còn mỗi mấy đồng này thôi, thu nhập ít, lại thêm bệnh bà nhà tôi. Nhìn ông ấy cố tìm từng tờ tiền lẻ khắp trên người, nữ điều dưỡng viên không khỏi xót lòng. Cô liền nói, bác ơi, xe bệnh viện cháu hỗ trợ miễn phí ạ. Chỉ khi nghe vậy, người đàn ông gầy gò mới thở phào nhẹ nhõm và khẽ nở nụ cười. Sau đó, cô lập tức liên hệ xe cứu thương và một hộ sĩ giúp đỡ người đàn ông đưa thi thể vợ mình về nhà. Tất cả chi phí xăng xe đi đường, thuê xe hay thuê nhân viên đều do cô len lén chi trả toàn bộ mà không để ông ấy biết. Trong hoàn cảnh bây giờ, với người đàn ông nghèo khó, thu nhập ít ỏi, lại phải gánh trên vai chi phí chữa bệnh và nằm viện bao lâu của vợ mình. Sau đó còn có rất nhiều việc mà ông phải bỏ tiền ra để lo cho tang lễ. Ai có thể nói rằng chi phí thuê xe ấy không phải cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, không phải giọt nước làm tràn ly đẩy ông vào tình cảnh càng thêm khốn khó. Trong chúng ta không ít người cho rằng tiền bạc chính là công cụ phá hoại hạnh phúc, làm con người mất đi cảm giác yêu thương thật sự. Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp, và hầu hết mọi người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng. Tuy nhiên, nếu đặt bản thân mình vào câu chuyện của nữ điều dưỡng viên kia, chẳng phải chính tiền bạc đã đem lại hạnh phúc dù ít dù nhiều cho người đàn ông mất vợ ấy? Số tiền không lớn không nhỏ, nhưng giúp ông thực hiện ước nguyện cuối cùng của vợ mình, đưa thi thể bà về quê chôn cất, yên tâm an ổn suốt dọc đường dài, và cảm nhận được sự ấm áp, chia sẻ của người khác trong giây phút cô đơn nhất. Như vậy đã là hạnh phúc hay chưa? Câu chuyện thứ 6, chàng thanh niên và nhà triệu phú. Có một chàng thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy. Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chàng thanh niên, ông ta chẳng nói gì mà đi thẳng vào bếp và lấy ra một quả dưa hấu. Người thanh niên nhìn thấy vậy cảm thấy rất khó hiểu, không biết ông ta định làm gì. Anh ta mở to mắt để nhìn thì thấy nhà triệu phú bổ quả dưa làm ba phần to nhỏ không bằng nhau. Nếu như mỗi miếng dưa hấu đại diện cho một lợi ích nhất định, cậu sẽ chọn như thế nào? Nhà triệu phú vừa nói vừa đưa những miếng dưa hấu ra trước mặt chàng trai. Đương nhiên là tôi sẽ chọn miếng to nhất, chàng thanh niên trả lời không chút chần chừ. Nhà triệu phú cười và nói rằng, được, xin mời cậu ăn. Thế rồi, ông ta cho chàng thanh niên miếng dưa hấu to nhất.
còn mình thì ăn miếng bé nhất. Khi chàng thanh niên còn đang tận hưởng hương vị dưa hấu từ miếng dưa hấu rất to, thì nhà triệu phú kia đã ăn xong. Tiếp đó, ông ta cầm nốt miếng còn lại và ăn tiếp. Ông ta còn cố ý lắc qua lắc lại miếng dưa hấu trước mặt chàng trai trước khi đưa vào miệng. Thật ra, miếng dưa hấu nhỏ nhất và miếng dưa hấu cuối cùng, nếu hợp lại, nó sẽ nhiều hơn miếng dưa hấu to nhất mà chàng thanh niên đã ăn. Chàng thanh niên kia chợt hiểu ra ngụ ý mà nhà triệu phú kia muốn truyền đạt, đó là tuy lúc đầu ông ta ăn miếng nhỏ nhất, nhưng cuối cùng số dưa mà ông ta ăn được lại nhiều hơn mình. Tuy lúc đầu mình đã chọn miếng to nhất. Nếu như mỗi miếng dưa đại diện cho một giá trị lợi ích nhất định, thì tổng số lợi ích nhà triệu phú đó có được sẽ nhiều hơn lợi ích của chàng thanh niên kia nhiều. Thông qua việc ăn dưa, nhà triệu phú đã truyền đạt tư tưởng và kinh nghiệm thành công của mình. Cuối cùng, ông ta nói với người thanh niên một cách rất chân thành rằng nếu muốn thành công, đầu tiên hãy học cách từ bỏ. Chỉ khi chúng ta từ bỏ những lợi ích nhỏ trước mắt mới có thể có được những lợi ích lâu dài và lớn hơn. Đó chính là kinh nghiệm thành công của tôi. Câu chuyện thứ 7. Con yêu mẹ. Tuy là đã là ngày Giáng sinh và còn vài ngày nữa là đón năm mới, người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà. Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày. Bây giờ nó ở đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra làm sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết "Con yêu mẹ" được viền bằng một trái tim. Và giờ đây, bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ và với tất cả mọi người. Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường. Câu chuyện thứ 8. Người mẹ và ngọn núi. Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực, mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về. Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội
gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về. Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác. Nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức, họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra? Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi. Dù đã cố hết sức, chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó, trong khi chúng tôi, những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc đã không thể? Người mẹ trẻ nhún vai đáp. Vì đứa bé không phải là con của các anh. Câu chuyện thứ 9. Dù bạn là ai, cũng nên đọc một lần bài này để sống cho ra sống. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này. Có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ? Nhưng người dân nước Puerto Rico thì rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi nước mắt. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực là con gái của ông. Ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bức tranh chính là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho nước Puerto Rico, nhưng bị bắt giam vào ngục và bị kết tội cấm thực. Ông già chết dần chết mòn. Lúc lâm chung, con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói, cô đã cởi áo đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu. Người biết sẽ cảm thấy đau lòng. Con người thường chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc, không nhìn thấy bản chất. Nhiều lúc sự thật không như ta thấy. Đáng sợ nhất không phải bị người ta gạt, mà chính là sự tưởng bở về bản thân. Rất nhiều thứ không thể đánh giá qua bề ngoài. Hãy dùng trái tim tĩnh lặng, đôi mắt sáng suốt và trí tuệ để học thông bài học cuộc đời. Mình mua xe, hỏi ý người này người kia, cuối cùng tiền mình bỏ ra nhưng mua một chiếc xe người khác thích. Tìm người yêu, người này một câu, người kia một câu. Cuối cùng thì tìm được, nhưng không phải là người mình muốn. Sự nghiệp bản thân, nghe ý kiến của người thân bạn bè, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời, đi trên con đường của người khác chứ không phải của mình. Đôi giày mình mang, vừa hay không vừa, bản thân mình biết. Hãy mang đôi giày của mình đi trên con đường của mình. Câu chuyện thứ 10. Chiếc xe đạp giá 5 đô và niềm hạnh phúc bất ngờ khi ta buông bỏ. Con người thường vì những mục tiêu, lý tưởng của bản thân mà không ngừng tranh đấu, khiến thể xác và tâm hồn mệt mỏi. Đôi khi ngừng lại một chút, buông bỏ vài phần sẽ nhận ra cuộc đời còn có những niềm vui bình dị. Hải quan nước Mỹ từng thu giữ một lô những chiếc xe đạp mà giấy tờ thông quan không hợp lệ. Sau đó mở một buổi bán đấu giá từng chiếc để thanh lý. Khi đấu giá, có một cậu bé khoảng 10 tuổi, luôn là người ra giá đầu tiên, với số tiền là 5 đô la. Nhưng rồi mỗi lần, cậu đều phải thất vọng ngước nhìn người khác mang chiếc xe đạp đi với giá 30-40 đô la. Cậu bé luôn là người ra giá đầu tiên với số tiền là 5 đô la.
cuộc đấu giá tạm dừng để nghỉ ngơi, một nhân viên bán đấu giá hỏi cậu bé vì sao không ra giá cao hơn. Cậu bé nói vì cháu chỉ có 5 đô la thôi. Buổi đấu giá lại tiếp tục được tiến hành. Cậu bé vẫn là người ra giá đầu tiên, 5 đô la. Đương nhiên là có người khác trả giá cao hơn. Chính điều này khiến đám đông càng lúc càng chú ý tới cậu bé và cảm thấy hứng thú với cách ra giá của cậu. Đám đông cảm thấy hứng thú với cách ra giá của cậu bé. Khi buổi bán đấu giá gần kết thúc, chỉ còn lại một chiếc xe đạp tốt nhất, thân xe sáng loáng như mới, có hộp thay đổi tốc độ số, đồng hồ đo tốc độ, đèn chiếu sáng. Quả là một chiếc xe đạp tốt hiếm thấy. Nhân viên bán đấu giá hỏi, có ai ra giá không? Cậu bé đứng ở trên cùng, lúc này gần như hết hy vọng, nhưng vẫn đứng lên, kiên trì ra giá, 5 đô la. Lúc này, cả hội trường đấu giá bỗng nhiên trở nên yên lặng. Mọi người đều hướng mắt về phía cậu bé. Không ai lên tiếng, không ai giơ tay, cũng không một ai ra giá. Và cuối cùng, trong cuộc sống này, chúng ta vì cái gọi là mục tiêu và lý tưởng mà luôn cố gắng không ngừng, sợ chính mình bị rớt lại mà luôn cạnh tranh với người khác, cho nên luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Thành tựu của người khác chính là thành tựu của bản thân mình. Niềm vui của người khác lại khiến chính mình hạnh phúc. Thế nhưng, nếu như có thể tạm thời buông bỏ tâm niệm truy cầu theo đuổi của chính mình, chịu để người khác thắng mà bỏ cuộc một lần, bạn sẽ phát hiện rằng thành tựu của người khác chính là thành tựu của bản thân mình. Niềm vui của người khác lại khiến chính mình hạnh phúc. Đó là một loại cảm giác mà bao lâu bạn đã cố gắng giành lấy lại không hề có được. Câu chuyện thứ 11. Cho người ăn mày một đồng xu, chàng trai nhận về một mái ấm. Victor sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nước Anh. Cha mẹ của cậu đều dựa vào làm thuê để sinh sống. Mặc dù họ sống trong cảnh nghèo khó, nhưng mọi thành viên đều không vì vậy mà đánh mất đi sự chính trực, lòng lương thiện và nhân ái. Khi còn bé, Victor đã từng gặp một ông lão ăn mày đáng thương gõ cửa xin ăn. Lúc ấy đang là giữa mùa đông, bên ngoài gió tuyết không ngừng thổi. Ông lão ăn xin vừa đói vừa lạnh. Mẹ Victor trên tay chỉ còn vẻn vẹn mấy đồng tiền lẻ, nhưng đều đưa hết cho ông lão ăn mày. Victor nhìn mẹ cảm thấy thật khó hiểu. Người mẹ nói với Victor, chúng ta ăn ít đi một bữa thì có thể cứu sống được một mạng người. Victor lớn lên trong hoàn cảnh luôn chứng kiến những lời nói và việc làm mẫu mực của cha và mẹ. Vài năm sau đó, Victor khi ấy đã trưởng thành. Trong một lần gặp gỡ bạn bè, anh quen được một cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thế rồi rất nhanh, hai người họ đã yêu nhau. Nhưng cha của cô gái là một vị quan tòa, không muốn con gái mình cưới một người thanh niên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy, ông đã nói, khi nào cậu kiếm được đủ 10.000 bảng Anh thì mới nhắc tới hôn sự này. 10.000 bảng Anh đối với một người trẻ tuổi vừa mới ra ngoài xã hội mà nói thật sự là điều không thể nào thực hiện được. Victor thất vọng đi tìm người bạn tốt của mình để tâm sự giải sầu. Daniel, bạn của Victor, là một họa sĩ trẻ tuổi, đang ở nhà vẽ một bức chân dung về người ăn mày. Anh ta mời một người ăn mày đến làm người mẫu. Người này ăn mặc quần áo cũ rách, khom người, một tay chống gậy, một tay cầm bát hướng về phía trước. Trên trán còn hằn sâu vài nếp nhăn. Victor nhìn thấy vậy,
trong lòng xúc động vì nhớ đến người ăn mày năm xưa ở trước cửa nhà mình. Trò chuyện một lúc, anh biết được người bạn của mình trả cho ông lão đó tiền công là 10 xu một giờ. Victor không khỏi xấu hổ vì sự keo kiệt của anh bạn. Lúc này, người gác cổng trước nhà đến báo, Danner có người tìm gặp. Vì thế anh ta vội đi và để Victor ngồi lại với ông lão ăn mày. Victor nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ông lão, tay không tự chủ được mà đưa vào túi quần, móc móc một lúc, cuối cùng cũng móc ra được một bản anh tiền xu. Thừa dịp anh bạn còn chưa quay lại, Victor liền mau chóng nhét đồng xu vào tay ông lão. Ông lão ăn mày ngẩng đầu lên nhìn Victor, có chút kinh ngạc, rồi tiếp nhận mà không nói một lời nào. Sau đó, trong một lần tụ họp bạn bè, Victor gặp Danner, anh ta bèn hỏi thăm xem bức chân dung người ăn mày của Danner đã hoàn thành chưa. Danner nói cho Victor biết, ông lão ăn mày kia vốn dĩ chính là nam tước Alfred Adler, một vị danh môn vọng tộc. Sản nghiệp của ông ấy nhiều vô kể. Hàng năm đều tặng tiền từ thiện rất lớn cho các tổ chức và trường đại học. Ông sở dĩ muốn để Danner vẽ mình thành một tên ăn mày, cũng bởi lòng hiếu kỳ, muốn xem khi mình là một tên ăn mày thì bộ dạng sẽ như thế nào. Victor nghe xong tình huống chân thật này, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì sự khinh suất lỗ mãng của mình khi đó. Victor nghĩ, người ta là phú ông tiền tỷ, còn ngươi chỉ có một đồng bản anh tiền xu mà đến bố thí sao? Thật là không biết lượng sức mình. Không lâu sau đó, Victor nhận được một bức thư do nam tước Alfred Adler gửi đến. Trong thư viết, chàng trai trẻ, ta vì sự lương thiện, chính trực và tấm lòng nhân ái của cậu mà cảm thấy tự hào. Ta được Danner kể cho nghe về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của cậu. Bức thư này có lẽ có thể giúp cậu biến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy thành sự thật. Trong bức thư còn kèm theo một tấm thiệp chúc mừng. Bên trong kẹp tờ chi phiếu 10.000 bảng Anh. Trong đó có đề lễ vật thành hôn dành cho anh Victor cùng Alistair. Một lão ăn mày kính tặng. Câu chuyện thứ 12. Kiếp này ốm yếu ngu đần là vì nhân duyên gì? Con người sống trên thế gian, vì sao mỗi người một vẻ? Có người khỏe mạnh, người ốm yếu, có kẻ trí tuệ, kẻ ngu đần. Kỳ thật, hết thảy đều là do nhân duyên đã gieo từ kiếp trước. Một hôm, Đức Phật nói với đệ tử A Nan của Ngài. Ta nhìn vạn vật trong trời đất, từng thứ đều là có nhân duyên kiếp trước của nó. A Nan gặp đúng dịp Đức Phật nói chuyện về vấn đề này, liền vội vàng quỳ lại và hỏi Ngài. Thưa Ngài, là nhân duyên gì ạ? Tất cả đệ tử chúng con đều muốn biết. Con xin Ngài hãy thuyết giảng để khai mở và hóa độ những người còn u mê ạ. Đức Phật liền nói với A Nan. Thiện tai, thiện tai. Con hãy chuyên tâm nghe nhé. 1. Người kiếp này được làm đại thần quốc vương, địa vị cao quý, có quyền có thế, đều là người mà kiếp trước lễ phép và kính trọng Phật Pháp Tăng mà đến. 2. Người kiếp này là đại phú hào, thì kiếp trước đều là những người từng bố thí, cứu tế rất nhiều. 3. Người kiếp này sống thọ mà không bị bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, đều là người kiếp trước luôn giữ vững giới cấm. 4. Người lớn lên đoan chính, trắng ngần, mặt mày rạng rỡ, thân thủ mềm mại,
tỏa ra mùi hương thơm mát, ai cũng đều quý mến, là kết quả của kiếp trước đã tu nhẫn nhịn. 5. Người có cá tính điềm đạm, bình tĩnh, không hấp tấp, ngôn ngữ và hành vi đều thận trọng, cẩn thận, là kết quả của việc kiếp trước tu thiền định. 6. Người có tài, minh bạch lý lẽ, thông suốt pháp lý, có thể nói được đạo lý một cách thông thuận, giúp cho những người ngốc nghếch nghe và hiểu được. Người khác nghe những lời mà người này nói đều thụ nhận được lợi ích, trân quý nó. Vì vậy mà tự động truyền rộng ra ngoài cho nhiều người hơn nữa được biết. Đây là người tu trí tuệ mà đến. 7. Người có giọng nói trong và rõ ràng là người đến từ Tam Bảo ca hát. 8. Người từ nhỏ đã ngốc nghếch là do kiếp trước không muốn dạy dỗ, chỉ bảo người khác. 9. Làm người ở, nô lệ cho người khác là vì kiếp trước thiếu nợ không trả người ta. 10. Người có địa vị thấp kém là bởi vì kiếp trước không lễ phép và kính trọng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Đức Phật trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tội và phúc báo đi theo con người như hình với bóng. Con người bồi dưỡng đức cũng giống như gieo một hạt giống vậy. Anna nói, hạt giống ban đầu chỉ là một hạt, sau khi được gieo trồng thành cây, lớn lên lại ra rất nhiều hạt khác. Đức Phật lại nói, chỉ bố thí, cho đi một hạt mà lại thu về gấp hàng vạn lần. Những lời này tuyệt không phải giả. Con người thế gian ngốc nghếch, không hiểu biết, chỉ có thể dùng con mắt thịt này để quan sát hết thảy, mà không thấu triệt gốc rễ của nghiệp và phúc báo. Ta dùng đạo nhãn quan sát rất nhiều kiếp từ trước đến nay, mãi cho đến cả tội, phúc báo của chúng sinh hôm nay đều rõ ràng, như quan sát trân bảo lưu ly trong lòng bàn tay vậy. Hết thảy đều minh thấu, không có bất kỳ điểm nào là nghi hoặc cả.